à, mọi người và các bạn ơi, hơn 2 tiếng đồng hồ tôi đã rời Vinh, và hiện nay tôi đã về đến Diễn Châu, tức là nơi chợ cầu xã Diễn Cát. Đây tôi đang đứng trước cửa hàng Tú Mai ở xã Diễn Cát, mọi người và các bạn. Đấy, cái cửa hàng của anh chị Tú Mai đây mọi người. Hàng này một cái cửa hàng tạp hóa nhưng mà làm ăn giỏi lắm, có uy tín. Đấy, cửa hàng rất có uy tín mọi người. Đấy, bán các mặt hàng tạp hóa nhưng mà rất đầy đủ. À, đây là anh Tú. À. Đây. Đúng là liền tay luôn mọi người các bạn. Đấy, tức là liền tay. Đúng là vợ chồng làm ăn rất giỏi. Cháu có bị thương tuyến là gì mấy không anh? Tuyến gì mấy? Tuyến mà chạy tốn á. Con mới không tốn cho cháu lần nhà đấy chứ. Đấy, tuyến là con bác ấy. À, tuyến con bác á? À, con bác. Đứa thứ hai con Yến đi học với Mai này. Cháu là tên là Tú hay? À, đây là mọi người thấy không? Đây là cháu Tú đấy. Cháu Tú, vợ chồng Tú Mai làm ăn ở hàng này cũng rất tuyệt vời. Bán hàng rất khó uy tín mọi người và các bạn. Đây cháu Tú đấy này. Công việc đã liên tái cháu hay. Đây mọi người và các bạn nha, tôi đang ở cửa hàng anh chị Tú Mai đấy. Mọi người thấy không, đúng cửa hàng làm ăn có tiếng ở chợ cầu xã Diễn Cát đấy. Mọi người có nhu cầu thì mua các mặt hàng xỉ lệ đều có cả nha. Không hộp với đây, thấy chưa, cả hàng 56, 58 rồi. Đấy, cả hàng tuyệt vời của mọi người. Đúng là trong Vinh về tới nơi ở chợ cầu xã Diễn Cát. Tôi đã vượt qua một quãng đường rất dài, tức là trên dưới 50 km mọi người và các bạn. Đây tôi đưa các cái tin về những nơi, tức là các cửa hàng làm ăn giỏi ở huyện Diễn Châu quê hương chúng tôi nha. Đấy, thấy chưa, mọi người thấy cái hàng tạp hóa đấy, đúng bánh kẹo loại tốt, tức là ở Hà Nội sản xuất ra mọi người và các bạn. Đấy, thấy mọi người thấy không? Đấy, mọi người thấy đủ các mặt hàng không? Đủ các mặt hàng tuyệt vời lắm các bạn ơi. Thìn thì hẳn địa chỉ là cửa hàng ở đây, địa chỉ là ở chợ cầu xã Diễn Cát, cái nơi cửa hàng của anh chị Tú Mai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không có chứa nữa. Em lại giảm 3 hộp. Đó. Đó là không chứa hết. Hay là để cô hỏi họ có thể hiểu người cái hạt tặng không? Thì ba hộp mấy cái hộp bao vây cái bụng. Không, hận quá. Bộ mình uống gì? Tao không có cũng chừa. Ba hộp hương nữa được. Thấy không mọi người và các bạn thấy không? Những cửa hàng rất cao ráo sạch sẽ. À cháu ơi, cái lò đi là lò gì đó cháu? À tức là mọi người ơi, đủ các cái mặt hàng, đây là các cái lò thuốc. Ủa, à, cái nước rửa tay ngay gọi là nước gì cháu? À đây, tức là mọi người, tức là lấy boy đây. Đây, thấy chưa không? Đấy, ai có nhu cầu. Hả? Có lại cả như này không? Không. Ai có nhu cầu thì đến cửa hàng anh chị Tú Mai nha, ở chợ cầu Diễn Cát nha. Đủ các loại mặt hàng mọi người và các bạn. Đúng là hàng tạp hóa. Tuyệt vời. Tôi sẽ giới thiệu cho mọi người và các bạn cái cảnh ở chợ chiều, tức là chợ cầu xã Diễn Cát nha.